Xin được chào mừng tất cả quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Salon ô tô HHDC Luxury Car Có địa chỉ 106 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu giấy Hà Nội và em là Đức Hoàng ạ Ngày hôm nay thì em Đức Hoàng sẽ giới thiệu đến quý vị anh chị một trong những cái mẫu xe mà có thể nói là uh, Được bên em rất là ưa thích và cũng như là rất nhiều khách hàng lựa chọn tại cái thời điểm này uh, Những cái mẫu xe Đức hạng sang trong cái tầm khung tài chính loanh quanh khoảng 1 tỷ cho đến 1,1 tỷ mốt nhé quý vị anh chị nhé Hiện tại thì em đang có chiếc uh, uh, B B MV 520 i một chiếc xe sản xuất năm 2015, mô 2016 phiên bản LCI rồi và chiếc xe này nó có cái gam màu rất đẹp, màu trắng nội thất màu kem. À, chiếc xe vừa mới cập bến và cũng như là vừa mới về bên em thì em Hoàng đã quay lên luôn và à, cho quý vị trải nghiệm một chiếc xe à, mộc nó như thế nào nhé quý vị anh chị nhé. À, về phần đầu xe thì quý vị anh chị có thể thấy là BMW 520 i thì nó theo một cái lối thiết kế là hai quả thật tương xứng và cũng như là các cái form dáng của mô đường 2016 này thì nó có cái sự nâng cấp nhẹ nhé quý vị anh chị Bảng số Hà Nội biển rất là đẹp luôn rồi quý vị anh chị ạ thế cho nên là khi mà chúng ta về sang tên thì chỉ đóng thuế 2% thôi Vẫn giữ nguyên biển số vậy Đấy biển thì em tạm dịch có thể nôm na phong thủy nó là mãi tài kiểu phát phát nhé quý vị anh chị nhá Đấy <laughs> cũng rất là đẹp đúng không ạ Về phần cụm đèn pha thì xe 520i thời điểm này đã được trang bị hệ thống đèn pha bi nông có hỗ trợ góc đánh lái và cũng như là có sáu mắt cảm biến trước sau đi cùng với nó là cái hệ thống uh, rửa đèn pha tự động nhé quý vị anh chị nhé Đấy rất là đẹp luôn đấy uh, gam màu trắng một trong những cái gam màu mà có thể nói là rất là hot đối thủ cạnh tranh của những chiếc B520i thời điểm này thì là có những chiếc mẹp E200 uh, E250 hoặc là những chiếc uh, Audi A6 nhưng mà tuy nhiên thì uh, Em Hoàng đánh giá thì những chiếc BM 520i thì lại có lợi thế là những cái dòng xe nhập khẩu này Là một mà hai là dòng động cơ N20 này cũng là một trong những cái dòng động cơ uh, rất là thân thiện với môi trường Và cũng như là uh, được lọt vào top 10 động cơ bền bỉ nhất thế giới nhé quý vị anh chị nhé Và hiện tại như bây giờ thì VinFast vẫn đang sử dụng cái công nghệ động cơ này cho những chiếc xe lắc A và lắc SA quý vị anh chị ạ Ở mô đầm 2016 thì xe đã được trang bị cốp điện có đá cốp đầy đủ rồi quý vị anh chị Đấy, đấy xe được trang bị là cốp điện này Đấy. rồi chúng ta có cả thêm những cái tính năng option là đá cốp này, Đấy thì là cốp nó sẽ tự động à, đóng mở à, khoang cốp bên trong thì cũng rất là rộng rãi và sâu nhé quý vị anh chị nếu chúng ta là những à, gốm phơ thì chúng ta có thể để được à, khoảng hai bộ chéo nhau để rất là thoải mái và à, chờ, hoặc là những cái chuyến đi đường dài dã ngoại picnic thì chúng ta cũng thể để rất là thoải mái về đồ luôn à, xe được trang bị đầy đủ cả bốn cửa hít đây bốn cửa hít vì là một chiếc xe mộc bên em mới lấy về cho nên là cũng không thể tránh được một vài các cái vết xước nhỏ nhỏ đây ví dụ như chẳng hạn như là vết xước nhỏ này, rồi là những cái gam màu trắng này thì bên em sẽ phải spa vệ sinh lại để trả lại cái vẻ đẹp nguyên bản nhất cho chiếc xe. À, thì em lên sóng ngay để cho quý vị anh chị cùng có một cái đánh giá và trải nghiệm qua về về chất lượng của chiếc xe 520i 2015 mới cập bến bên em này. Đấy. Ở phiên bản 2016 này thì nó có thêm rất nhiều các cái khác biệt về option ở bên trong thì em Hoàng sẽ giới thiệu uh, sơ bộ về bên ngoài đã. Chúng ta cứ bao quát về bên ngoài trước nhé, sau đó là chúng ta sẽ đi vào chi tiết về bên trong. La phong Trần tất cả mọi thứ của chiếc xe này còn rất là mới ạ. Đây là toàn bộ là ghế da. Uh, đây uh, Dakota nguyên bản theo xe. Đấy, chúng ta có cả cửa gió hàng ghế thứ hai nữa này quý vị anh chị này. Uh rất nhiều rất nhiều tính năng hay và thực ra là với cái tầm tài chính này thì uh, em nghĩ là một chiếc BM 520i nó là một chiếc xe rất là hợp lý với tầm tài chính và cũng như là cái giá trị sử dụng của chúng ta rất là cao. Độ đầm chắc của chiếc xe, chưa kể là công nghệ động cơ N20 mươi uh, giúp cho chiếc xe có cái công suất lên đến 180 mã lực nha quý vị anh chị. Mạnh nhất trong phân khúc luôn đấy ạ. Đấy. Khả năng cách âm chống ồn rồi cũng như là cảm nhận lái của những chiếc BM 520i này thì cũng rất là tuyệt vời. Ok, chúng ta hãy cùng vào khoang ghế lái để chúng ta cùng cải trải nghiệm một chút Ở phiên bản 2016 này thì xe đã được sang cái thế hệ vô lăng form mới này Đấy, vô lăng ba chấu thế hệ mới nhé quý vị anh chị nhé Có cruise control này, điều khiển này à, Chúng ta sẽ cùng nổ máy lên một chút Đó, rồi Có sự khác biệt hơn một chút nữa Nó là có cái 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 màn hình đồng hồ giao diện nó khác hơn trước Mua được một chút nhé quý vị anh chị Đấy, màn hình giải trí trung tâm này Đấy, rất là nhiều, rất nhiều tính năng hay À, chúng ta sẽ có một cái màn hình giải trí trung tâm ở đây, rồi là cũng như là có hệ thống camera lùi nguyên bản theo xe, điều hòa tự động hai vùng riêng biệt, tất cả mọi thứ đều là nguyên bản theo xe nhé quý vị anh chị. này, đấy, các cái phần uh, uh, vân uh, piano này, màu đen piano này rất là đẹp. ở uh, B series 5 thời điểm này đã được trang bị hộp số zf 8 cấp rồi, cần số điện. và ngoài ra thì xe được trang bị là ba chế độ lái. Uh, đi cùng với nó là uh, hệ thống auto hold khởi hai ngang dốc này và cũng như là hệ thống uh, phanh tay điện tử. Đấy. Một chiếc xe lăn bánh 2015 tuy nhiên thì mới chỉ lăn bánh được có hơn 5 vạn một chút thôi. Thì đây là một chiếc xe rất là mới nhé quý vị anh chị nhé. Đấy, rất là mới luôn. Đây 51.838. Rất là mới luôn đấy ạ. Hiện tại thì cái mẫu xe này em Hoàng đang bán ở một cái tầm tài chính rất là hợp lý ạ. Uh, 1 tỷ 150 triệu đồng nhé quý vị anh chị nhé. Có hỗ trợ thêm về giá và cũng như là hỗ trợ trả góp lên đến 75% giá trị xe trong thời gian tối đa từ 5 cho đến 6 năm ở à, mọi thông tin chi tiết về sản phẩm thì kính mong quý vị anh chị hãy vui lòng liên hệ với em Đức Hoàng theo số hotline là 097 209 9992 hoặc là đến trực tiếp showroom bên em tại địa chỉ 106 Nguyễn Khánh Toàn, cầu Giấy, Hà Nội để em Hoàng có cơ hội được tư vấn trực tiếp và hỗ trợ trực tiếp cho quý vị anh chị về chất lượng xe thì à, bên em có cấp hợp đồng bảo hành cho khách hàng là một năm hoặc là tương đương 10 Uh, ngàn km tiếp theo bao gồm các cái tiêu chí là xe không bị đâm đụng tai nạn không ngập nước thủy kích động cơ hợp số nguyên bản và hồ sơ pháp lý của xe là minh bạch một lần nữa em Đức Hoàng xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị anh chị đã theo dõi hết cái clip ạ xin chào.